Vâng, hello, xin chào mọi người nhé. Và hôm nay là ngày 31 tháng 3. Và chỉ còn một ngày nữa thôi là chúng ta sẽ bước sang tháng 4. Và hôm nay thì shop sẽ được xuất 15 chiếc xe cho quý khách ở những tỉnh ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp mọi người nhé. Và đây là chiếc xe đầu tiên, chiếc xe Zoomer được ship cho một bác tên là Dự ở An Giang này mọi người. Đấy. Biển số 36 Thanh Hóa, Hoa Thanh Quế. Chiếc xe Zibao Zoomer. Ok, test qua một chút đi anh. Chạy thử, chạy lên luôn được không? Dạ, đóng gãy răng. Đứng ở dưới. Đóng một phát lên luôn. Ôi, chiếc xe đầu tiên được ship về An Giang mọi người nhá. Zimao Zoomer. Đó. Rất nhiều xe này. Quá trời xe luôn. Mọi người hãy cùng chia sẻ cái livestream này đi ạ. Và mình sẽ rất cảm ơn mọi người luôn. Đấy. Khách mua xe rất là nhiều. Rồi, chiếc xe Zoomer thứ hai là chiếc xe... Đấy. Xe này mình mới đăng lên YouTube và đã khách ở trên trong thành phố Hồ Chí Minh chốt chiếc xe này nhé. Xe mới thanh lý cho chị Ngọc ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh này. Và một chiếc xe cho một anh ở trong Châu Thành Long Giang, Châu Thành Long An nhé mọi người nhé. Đó. Ok, anh này anh Nghĩa ở Long An này mọi người này. Rồi, lên luôn. Ok, let's go. Hôm nay Viettel Boss chỉ dành riêng chuyến xe này ship độc xe cho bên xe điện Ngũ Nhập thôi. Rồi. Đấy, con bé kia nó sửa xong nó chẳng nói tiền long gì đâu. Còn trẻ đó nó là vậy. Kệ thôi. Đạp cố lên. Rồi, lên. Lên liên tục thôi. Ok. Và X-Men này thì được ở lô xe X-Men. Lên luôn. Chiếc xe X-Men Osaka này. Cứ phải phóng lên. Nhanh tay lên em ơi. Và xe đẹp, xe chất mọi người nhé. Giá cực kỳ ưu đãi luôn. Giá rất đẹp. Giá quá đẹp luôn ạ. Đó, con xe này. Xe X-Men đẹp quá. Quá trời đẹp luôn. Giá cực rẻ. Xe mới, bình mới, sạc mới, tất cả đều mới mà giá chỉ có hơn 10 triệu đồng một tí thôi mọi người. Hơn 10 triệu đồng một tí thôi, rất là rẻ. Giá rất rẻ luôn. Nhờ lên. Rồi, liên tục rồi. Về ăn cơm cho nó ngon cơm. Cẩn thận xước nhá. Xe mới đấy, xước chết dở luôn. Rồi. Và các bạn nào mà ở khu vực Đồng Nai thì hãy liên hệ với shop nhé. Shop chỉ cho các bạn cái shop mà đang bán những cái xe X-Men này. Rất rẻ thôi, ở khu vực Đồng Nai nhé. Hãy liên hệ trực tiếp với shop. Xe điện Ngũ Nhập, shop sẽ cho số điện thoại thì mọi người hãy liên hệ trực tiếp với lại bên khu vực bán trong Đồng Nai nhé. Đó. Rất nhiều xe và từng chiếc một thì đang được đưa lên xe Viettel Boss để chờ về chủ mới.
có đủ không, mẹ sợ đéo đủ ấy. Đấy, xe còn nhiều lắm mà xe chật hết rồi. Lần sau là bỏ Viettel sắm cái xe nó dài hơn chút đi, xe ngắn lắm, xe lại tương đối đấy, nhưng mà vẫn chưa chở hết được cái số lượng xe ngày hôm nay. Có thể nói là ngày hôm nay thì số lượng xe rất là lớn. Ok luôn. Và như vậy thì chỉ còn có khoảng 4 con nữa thôi, 6 con nữa thôi. Cố gắng lên, cố gắng nhét vào đi em. Đẹp luôn. Ok. Đủ đấy nhỉ. Con xe chất nguyên nhỉ. Xe này bán kiểu gì chỉ mong anh bán về kiếm lời thật nhiều thôi. Con xe này bán kiểu gì trên 13 14 triệu là cái chắc. Xe quá đẹp. Xe quá đẳng cấp, quá chất và quá đẹp luôn. Rồi, vào rồi thì mình đã xếp vừa khít luôn 15 con xe vào trong chiếc xe của Viettel Boss này. Mình quay cho mọi người xem luôn nhé. 3 hàng và mỗi hàng 5 xe. Đó. Đủ 15 xe luôn, ship cho khách trong ngày 31 tháng 10 tháng 3 này. Cấp khách toàn quốc nhé. Mọi người nhận xe thì hãy giới thiệu và ủng hộ shop xe được cung nhập tiếp nhé mọi người nhé. Rồi, bây giờ mình xin chào mọi người.